Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án đó là EFA Chain, nhận token EFAC nha các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì con token này được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain. Thì cái airdrop này, thì dự án này nó có sàn DEX riêng nha các bạn. Thì đây là sàn DEX của họ. Thì cái sàn DEX này dùng để chúng ta là swap trên nền tảng BSC và farm và mở pool nha. Thì tổng cung của con này chỉ có 40.000 thôi. Tổng cung của nó chỉ có 40.000 token thôi, rất là ít. Thì để tham gia vào dự án hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video giúp mình nha. Sau đó các bạn mở con bot ra. Trên bot thì các bạn ấn nút Start để tạo với bot. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút Join Airdrop. Sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Thì Airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 8 và nó sẽ phân phối cho chúng ta vào ngày 5 tháng 8 nha. Ok, thì nhiệm vụ đầu tiên đó chúng ta cần làm đó là join vào group. Các bạn ấn vào group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel. Các bạn ấn vào channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter. Các bạn vào Twitter. Trên Twitter của dự án các bạn ấn nút follow. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ. Chúng ta ấn phần Reddit tweet lại. Tweet lại một cái trực tiếp. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn nút submit my detail. Chúng ta điền lại thông tin như sau. Đầu tiên thì nội chúng ta đã join vào hai kênh Telegram chưa, thì các bạn nút Don. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Twitter. Thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn ấn về tường nhà. Các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn nhé. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Cuối cùng thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví BEP20 Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain giúp mình. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, sau đó các bạn ấn vào phần Static để kiểm tra thông tin của các bạn. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 0.2 token EFIC. Và đây là link red của các bạn nhé. Các bạn copy lại link red đi tên thư bạn bè để nhận thêm token. Thì qua mỗi lượt refer, các bạn sẽ nhận được thêm là 0.02 token EFIC. Thì giá trị hiện tại dự án đang đưa ra đó là 1 token EFIC tương đương là 100 USD nha các bạn. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 0.2 token EFIC đến từ dự án EFA Chain đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.